Xin chào các bạn, hôm nay Đăng Khoa đang có mặt tại thành phố Tam Kỳ. Thì sau cái đợt giãn cách này thì hôm nay được vào thăm cái công trình thi công cách đây 4 tháng. Thì mời anh em tham quan cái khu vực hồ cá và cảnh quan nha. Phía bên đi vào phía bên tập phải này là được trồng cây hồng thực gồm chuối, trầu bà và trúc mai. Đây là một cái cây nguyệt quế. Đây là cái khu vực hồ cá. Dạng ba cây. Dạng ba cây. Trong thẳng dứa. Đây là một cái thác nước được dùng đá băng mai. Bố trí thác chảy 3 tầng. Sau 1,4 m nuôi 30 con, hồ này 25 con. Đây được bố trí một cái đèn đá, này là mẫu đẹp đấy, chiều cao của đèn tầm 5-60 phân. Đây mình đang nuôi một cái cây bành giáng bài bay ra hồ. Cây này rất là thích hợp với hồ cá, mà về cái độ xanh độ mướt của lá thì rất là đẹp. Còn đây một cái cây tùng bay. Tùng này được trồng trong quá chậu, rồi mình thay chậu thì mình có bố trí cái làm lại cái phân và đất thoát nước quanh khu vực viền hồ. Cây vẫn là xanh tốt. Ánh dương này, dưới vật cát này, đây là cây mai vật cẩm thạch, ở đây là bông tan như lại. Lọc là được dùng lọc rơm nha. Khu vực này ngồi thư giãn một cái ghế của mình. Đường đường này được ốp đá xa thạch nha, 5-10-15 và ốp tồi lốp. Mình đang quay tổng thể cái hồ. Anh chị nào có nhu cầu làm hồ cá coi sân vườn thì hãy liên hệ cho em Khoa, số điện thoại 0935227999, hoặc mời anh chị truy cập vào website www.thietkesanvuon.dn.vn. Xin sự quan tâm và hợp tác cùng quý khách hàng gần xa. Rồi em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.